À, một rổ đủ đủ bào. Ngon mọi người. Ủa, đã không? Làm gỏi đu đủ nha mọi người. Đây nước mắm mình làm một tô nước mắm Thanh Hồng trồng gỏi nha mọi người. Đó, đường mình làm sẵn luôn, mình qua đẳng luôn nha. Quậy cho nó tan ha. Ở đây có tô tép luôn, Thanh Hồng trồng gỏi nha. Đó, bỏ miếng rau vô, bỏ miếng đậu phộng vô nha mọi người. Đó, chị này sắp cái bình đậu phộng ra người ta thấy mát không? Bên Mỹ có bông cái đổ không vậy? Bạn có không vậy? Hả? Thì bạn có bông cái đổ không? Không có, có chứ cũng có mà ở Cali thôi, ở bên này không có đâu. Xin mời mọi người dùng cùng mình nha. Con không dám làm cho nó mạo, là làm chua. Rất là ngon nè. Chị này chấm à, không cho quay mặt hay gì. Thôi qua ăn gì thôi. Anh chị ơi. Cho mình chan vô nha, đó rất là ngon. Ngon rồi, ngon rồi thơm. Gì? Con đi đói ta. Con ăn rồi. Rất ngon mà. Để một đống vậy. Này hả, gỏi thịt với em rất ngon mà. Thơm ngon. Không ăn cá được. Không cá. Nè, con có cho anh. Anh thử ngon. Rất ngon mà không không mấy nè, tôi có quên cá biển. Cả nhà chỉ có đứa con mà. Đây là nấm rơm nè, kho tiêu nè mọi người. Rất là ngon mọi người. Thử thôi. Đây là rau lang luộc. Dẫn hơn nó. Rồi xin mời các bạn dùng mình nha. Có thích video này cho mình một like, một chia sẻ và một bình luận nha mọi người. Một đăng ký kênh nha. Xin chào các bạn. Bye bye.